kính chào quý vị và các bạn. Sau đây xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bài viết Hiện tượng nệnh chữ Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Bài viết của tác giả Ánh Liên được đăng trên trang Việt Nam Thời báo. Sau khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nắm giữ chức vụ Chủ tịch nước, các bài báo nịnh lại có xu hướng tăng lên. Từ bài viết Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và chuyện bức ảnh độc đáo thời sinh viên đến bộ vest cũ màu và căn nhà số 5 phố Thiền Quang những chuyển biến này trong đời sống báo chí khiến cho không ít người giật mình vì nó giống tinh thần học tập, ca tụng đồng chí Tập Cận Bình bên Trung Quốc. Thậm chí, hình ảnh Trường Đại học Quốc gia Hà Nội đóng khung kính luận văn tốt nghiệp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đặt ở trung tâm phòng truyền thống lại mang chút gì đó sùng bái cá nhân. Với bài áo bộ vét cũ màu và căn nhà số 5 phố Thiền Quang, được lấy cảm hứng từ bài tân chủ tịch nước ở nhà công vụ, cuộc sống bình dị trên báo tuổi trẻ online cảm tưởng như đang đọc một bài quảng cáo đã được đặt hàng, nhằm tô vẽ thêm cốt cách của một cá nhân. Hẳn đó là tính cần kiệm liêm chính trí chí công vô tư mà bản thân người viết hướng tới ông Nguyễn Phú Trọng như một Hồ Chí Minh thứ hai, một lãnh tụ thời hiện đại. Trong bài viết trích dẫn phát ngôn của ông Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, Nguyễn Văn Tuyết, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu rất xúc động và tôi cũng rất xúc động khi nghe, cảm nhận những lời phát biểu ấy Ông được Ban chấp hành Trung ương, Quốc hội tín nhiệm gần như tuyệt đối. Nhưng lời phát biểu của ông vẫn hết sức kiêm nhường. Cách vận dụng ngôn từ đầy tính cảm xúc này không khác lắm với cách dụng ngôn từ của nhà báo Phan Đăng, người đang dẫn chương trình Ai là triệu phú trong bài viết Vợ con sống giản dị như công chức bình thường và sĩ phu Bắc Hà sẽ nanh vuốt của những nhóm lợi ích. Trong bài viết này, nhà báo xưng hô là ngài trọng trong sự đáng kính và rằng trái tim tôi run lên mỗi khi nhìn thấy ngài trên truyền hình thấy mái tóc trắng phao của ngài phong thái điềm đạm nhưng uy kính giọng nói ôn tồn nhưng đầy lửa cháy mà ngài tạo ra người viết không phê phán nhà báo Phan Đăng hay là đại biểu Quốc hội Nguyễn Văn Tuyết vì đó là quan điểm và cảm xúc riêng của ông đối với một cá nhân mà hai ông thần tượng nhưng đối với các bài viết trên mặt báo có số lượng lớn người đọc ca tụng một người trong hiện trạng người đó vẫn đang quyền cao chức trọng chưa hề mất đi thì cảm giác như là một hiện tượng sùng bái chủ nghĩa cá nhân sùng bái từng xuất hiện dày đặc trong lịch sử, nhất là những nước cộng sản như Joseph Stalin, Kim Nhật Thành, Mao Trạch Đông, Hồ Chí Minh. Những người mà sinh thời, văn thơ nhà họa vây quanh để ca ngợi họ. Người viết không rõ ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có vui vẻ gì với những bài viết nịnh chữ như vậy hay không. Nhưng giả như ông có trung thành với Mark Engel thật, thì có lẽ ông sẽ hiểu hơn hết tinh thần chống sùng bái của hai vị này. Với các Mark, đó là ác cảm với mọi thứ sùng bái cá nhân đã khiến cho tôi không bao giờ đăng tải vô số thư từ nhiều nước gửi đến ca tụng tôi. Chúng chỉ khiến cho tôi bực mình. Còn Angen, chúng tôi chống lại những lời biểu dương đối với cá nhân chúng tôi, ngay khi chúng tôi còn sống. Trở lại với câu chuyện bộ vest cũ màu và căn nhà số 5 phố Thiền Quang. Thực ra mà nói, với tư cách một công dân, thì người viết sẽ luôn mong muốn lãnh đạo phải ăn mặc chỉnh tề, bộ vest phải đậm màu và không cần ở nhà cũ kỹ tức là những yếu tố vật chất sẽ tương xứng với chức vụ mà lãnh đạo đang cánh vác thậm chí là cả mức lương bởi suy cho cùng đất nước có phát triển được hay không xã hội có tiến lên được phía trước hay không nó không phụ thuộc vào một lãnh đạo tiết kiệm cho bản thân qua lối ăn mặc mà nó phụ thuộc vào một lãnh đạo sáng suốt tư duy mở biết nắm lấy cơ hội và đề ra những quyết sách đúng đắn sẽ thật khó chịu khi nhìn thấy một lãnh đạo già, cỗi hơi thở yếu ớt trong bộ vét bạc màu run rẩy đứng trên bệ nói giọng yếu ớt và nói về những chủ nghĩa lạc hậu, những giá trị cần cối quan liêu với hàng trăm, hàng vạn con người bên dưới. Việt Nam không cần những con người như vậy. 70 năm qua đã quá đủ cho sự trải nghiệm những cá nhân như vậy rồi. Xin kính chào quý vị và các bạn. Sau đây xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bài viết Thương thay Quốc hội Việt Nam. Bài viết của tác giả JB Nguyễn Hữu Vinh được đăng trên trang blog Á Châu Tự Do. Thôi, đã mắc lận thì thôi, đi đâu chẳng biết con người sở khanh. Trích truyện Kiều Nguyễn Du, Nghe những lời gan ruột từ miệng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi nhậm chức chủ tịch nước, người ta không khỏi ngậm ngùi cho ông. Trước quốc dân đồng bào, ông ta thú nhận rằng trình độ năng lực hạn chế của tôi là rất rõ. Sự hiểu biết không đáp ứng được yêu cầu, thực tình là rất lo, trong khi đó tuổi tác thì đã lớn rồi. Và ông ta lệ kiều, nghĩ mình phận mỏng cánh chuồn, khuôn xanh biết có vuông tròn mà hay. Nghĩa là ông ta biết rất rõ năng lực của mình rất yếu, trình độ tuổi tác và sự hiểu biết sẽ không đáp ứng được trách nhiệm mà ông ta vừa đặt vào đó. Hẳn nhiên, đây không phải chỉ là một lời nói khiêm tốn kiểu đàn bà con gái e lệ trước chàng kim trọng hào hoa phong nhã năm xưa. Mà đây là câu chuyện của một vị chủ tịch nước đang nhậm chức, một vị trí có trách nhiệm đưa cả đất nước đi lên chiều hướng tiến bộ, văn minh cho kịp nhân loại. Ông ta đã biết vậy mà vẫn cứ nhận trách nhiệm ấy, nghĩa là sao? Phải chăng điều ông ta nói hôm nay là để phòng hờ, nếu đến khi ông ta không thể hoàn thành được trách nhiệm thì ông ta học lại con bài Nguyễn Tấn Dũng khi xưa, tôi đi theo đảng, đảng sao cho việc gì thì tôi làm việc đó chứ tôi không xin. Vậy thì đảng ngu và quốc hội ngu mà đi giao cho tôi thì hỏng việc, ráng chịu chứ tôi đã nói trước rồi mà. Còn nhớ cách đây khá lâu, một quan tham ở cục dự trữ quốc gia tham nhũng và làm thất thoát một lượng lớn tài sản. Khi ra trước tòa, anh ta tính tưởng nói, tôi học hàm ít nhưng vì nhiệm vụ đảng sao nhà nước sao mà phải gánh vác không từ chối lẽ ra phải thưởng công cho sự nhiệt tình của tôi chứ sao lại tù hài hước đến thế là cùng ở cái xứ thiên đường xã hội chủ nghĩa nghe những lời từ miệng nguyễn phú trọng chợt ta nhớ đến cuộc bầu cử tổng thống mỹ mà báo chí thế giới đã tường thuật chi tiết từng phút một ngoài việc tự chứng minh những khả năng năng lực sức khỏe cũng như mọi mặt của mình hơn hẳn đối phương đủ sức để hoàn thành trách nhiệm tổng thống nước mỹ đưa nước mỹ lên phồn thịnh ngay cả sau khi được bầu chọn vẫn đọc diễn văn nhậm chức có đoạn như sau cùng nhau chúng ta sẽ làm nước mỹ hùng mạnh trở lại chúng ta sẽ làm nước mỹ giàu có trở lại chúng ta sẽ làm nước mỹ tự hào trở lại chúng ta sẽ làm nước mỹ an toàn trở lại và vâng cùng nhau chúng ta sẽ làm nước mỹ vĩ đại trở lại cảm ơn chúa phù hộ cho các bạn và chúa phù hộ nước mỹ chắc hẳn những lời đó khác với những lời sau đây của nguyễn phú trọng khi nhậm chức Tôi cũng đã từng nói là đất nước ta chưa bao giờ có cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như hiện nay trên trường quốc tế. Chúng ta có quyền tự hào, phấn khởi, ăn mừng trước những thành tựu của toàn đảng, toàn dân, toàn quân đã đạt được trong thời gian vừa qua. Nghe tình hình đất nước như vậy thì làm chủ tịch nước dễ như chó ăn bún. Việc gì mà phải lo? Việc bầu Nguyễn Phú Trọng vào chức chủ tịch nước còn là sự sỉ nhục chính bản thân Nguyễn Phú Trọng trong hiện tại và trong tương lai. Lịch sử đất nước sẽ ghi rõ về một thời kỳ thời kỳ việt nam có một hôn quân cộng sản mang tên nguyễn phú trọng về cá nhân chính nguyễn phú trọng là người đã công khai tuyên chiến với nạn tham quyền cố vị ông ta đã phát biểu quyền lực luôn có nguy cơ bị tha hóa tham nhũng là khuyết tật bẩm sinh của quyền lực cho nên phải thiết lập cho được một cơ chế kiểm soát việc thực thi quyền lực đối với người có chức vụ quyền hạn theo nguyên tắc mọi quyền lực đều phải được kiểm soát chặt chẽ bằng cơ chế quyền hạn phải được ràng buộc với trách nhiệm quyền hạn đến đâu trách nhiệm đến đó quyền hạn càng cao trách nhiệm càng lớn vậy thì ông ta ôm luôn cả cái chức tổng bí thư đảng và cả chủ tịch nước thì lấy gì và lấy ai để kiểm soát chặt chẽ chính ông ta cũng đã đề ra không thể để cán bộ có tham vọng quyền lực lọt vào trung ương vậy thì tại sao lại để lọt một tên đầy tham vọng quyền lực leo lên tận chức tổng bí thư và giờ nhảy sang ôm luôn cả cái chức chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã được người dân tặng cho một sứ danh đó là Trọng Lú. Điều này không phải là không có lý do. Một quan chức mang hàm tiến sĩ mà cho đến giờ này vẫn luôn mồm lạm nhảm về cái chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản. Nhưng cũng chính từ mồm ông ta thốt ra rằng, cho đến cuối thế kỷ này, chế chắc đã nhìn thấy mặt mũi cái chủ nghĩa xã hội mà ông ta đang lạm nhảm kia, mặt ngang mũi dọc nó ra làm sao. Nếu ở mức độ bình dân, người ta không ngại ngần tặng cho những danh từ xứng đáng hơn là thằng tâm thần, cái đứa thần kinh. Thế nhưng ở chức vụ cao vót tận trời mây, quyền sinh quyền sát trong tay, người dân chỉ dám công khai đặt cho ông ta cái xú danh là trọng lú. Thế là đã quá đủ để nói lên niềm tin yêu, sự tin tưởng và cảm phục của người dân đối với ông ta đến đâu rồi. Về sức khỏe, rõ ràng là những đồng chí của ông ta nhìn bề ngoài khỏe như châu vâm, hùng hục như châu lăn, nói năng rụng cả lá cây, làm ba đồng chí của anh ta dựng cả tóc gáy, thế mà bỗng dưng lại lăn đùng ra chết. Một Trần Đại Quang quyền lực đầy mình, về quê cứ như đi thăm phương quốc nào đó, hoành tráng và uy nghi là vậy, bỗng nhiên đột tử một cách bất ngờ. Vậy thì một Nguyễn Phú Trọng với tuổi già lộ khổ, thử hỏi bám trụ trên chiếc ghế tổng bí thư này, chiếm luôn cái ghế chủ tịch nước, thì sức khỏe đâu ra để lo được việc chung. Rõ ràng đọc lại những lời từ miệng Nguyễn Phú Trọng và xem lại một quá trình gần đây của ông ta, Lời của cố Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Nguyễn Văn Thiệu một lần nữa được chứng minh hùng hồn. Đừng nghe những gì Cộng sản nói, mà hãy xem những việc Cộng sản làm. Đó là hai ngả lên trời và xuống vực. Đó là hai khái niệm như nước với lửa, hai trạng thái như ánh sáng và bóng tối. Ở đó, người ta đọc được cái vô liêm, vô sỉ của một kẻ, lẽ ra phải là mẫu gương sáng trói của sự liêm sỉ. Thông thường, như cha ông ta đã nói, phải chọn mặt mà gửi vàng mới mong có thể việc giữ vàng được đảm bảo đấy là chỉ mới gửi vàng còn đây lại là gửi cả tính mạng một đất nước một dân tộc với hàng trăm triệu người ở đó thì sự tin tưởng vàng phải hơn việc gửi vàng đến hàng trăm triệu lần thế mà cái gọi là quốc hội việt nam lại giao cho ông ta một trọng trách một chức vụ mà lẽ ra phải là một người có đủ năng lực tự tin sức khỏe trí tuệ và sự hiểu biết để đảm đương Rõ ràng, đây là một sự coi thường vận mệnh dân tộc, coi cơ đồ và tiền đồ đất nước như một trò chơi và quyền lực chỉ là một sự ngẫu hứng. Điều đáng nói là cha ông ta đã nói rằng, cháu nó lú thì có chú nó khôn. Tiếc rằng cả đám gọi là quốc hội kia chẳng có nổi lấy một bộ óc, một cánh tay đủ năng lực, sức mạnh từ lương tâm, trí tuệ để thể hiện sự sáng suốt. Dù ở đó được cấu tạo đủ các loại giáo sư tiến sĩ, đủ mọi loại thành phần từ tướng tá cho đến mấy ông sư vậy hàng đàn hàng lũ những kẻ ngồi phía dưới và giơ tay kia bàn tay họ được điều khiển bằng cái gì bằng cái dạ dày bằng cái quả cật hay là bằng cái đầu nếu bằng cái đầu tôi tin rằng chẳng ai lại đi bầu một con người như ông ta để giữ một chức vụ quan trọng đến cái mức ấy thực chất đó là nỗi sợ hãi bầy đàn đã làm cho đám nghị gật kia tê liệt sự suy nghĩ không thể vận động bộ não của mình để có thể điều khiển bàn tay mình độc lập hoạt động như những gì mà sự liêm sỉ mách bảo. Nhìn vào màn diễn bầu cử hôm nay, chợt thấy thương cho Quốc hội Việt Nam, ở đó tự xưng là hội tụ đủ trí tuệ bản lĩnh Việt Nam. Và bản lĩnh Việt Nam đã thể hiện mình là những con robot không hơn không kém.